Chào các chủ doanh nghiệp, bạn đang tìm cách tăng doanh thu và đưa doanh nghiệp của mình lên tầm cao mới. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ một số mẹo tiếp thị đột phá có thể giúp bạn. Trước tiên, hãy nói về tầm quan trọng của một kế hoạch tiếp thị được xây dựng tốt. Làm việc tùy hứng có thể hiệu quả trong ngắn hạn, nhưng để phát triển bền vững, bạn cần một chiến lược vững chắc. Hãy tưởng tượng như thế này. Một lộ trình hướng dẫn bạn qua từng tuần, từng tháng và từng năm, chứa đầy những ý tưởng, cơ hội và chiến lược đã được chứng minh. Nghe thật tuyệt vời phải không? Vậy bước đầu tiên là gì? Nghiên cứu thị trường. Bạn cần biết khách hàng mục tiêu của mình là ai. Hiểu rõ đối tượng sẽ giúp bạn tạo ra những thông điệp thu hút họ. Nó giống như việc bạn đang nói ngôn ngữ của họ, và khi bạn làm được điều đó, họ sẽ có xu hướng lắng nghe hơn. Tiếp theo, việc lựa chọn các kênh tiếp thị phù hợp là vô cùng quan trọng. Có rất nhiều lựa chọn ngoài kia, Google, Facebook, TikTok, YouTube, trang web của bạn, tiếp thị qua email và còn nhiều nữa. Nhưng đừng dàn trải bản thân quá mỏng, hãy tập trung vào những nền tảng mà đối tượng mục tiêu của bạn thường xuyên truy cập. Bây giờ, hãy nói về nội dung. Nội dung chất lượng là bí quyết của tiếp thị hiệu quả. Nội dung của bạn nên giải quyết các vấn đề của khách hàng và mang lại giá trị thực sự. Hãy suy nghĩ về điều này. Tại sao ai đó lại chú ý đến bạn nếu bạn không giải quyết vấn đề của họ? Nội dung có thể có nhiều hình thức, bài đăng trên blog, video, cập nhật mạng xã hội, email, bất cứ điều gì phù hợp nhất với đối tượng của bạn. Điều quan trọng là giữ cho nội dung hấp dẫn và phù hợp. Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể tự tin triển khai một kế hoạch tiếp thị, không chỉ thu hút khách hàng tiềm năng, mà còn chuyển đổi họ thành khách hàng trung thành. Và đó, các bạn của tôi, là cách bạn tạo nền tảng để tạo ra doanh thu bền vững năm này qua năm khác. Vậy, bạn đã sẵn sàng để nâng tầm hoạt động tiếp thị của mình lên một tầm cao mới chưa? Bắt đầu thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và đừng quên thích, đăng ký và nhấn biểu tượng chuông để biết thêm các mẹo và chiến lược phát triển doanh nghiệp của bạn. Hẹn gặp lại lần sau.